tiến sĩ có thể cho biết là chia sẻ về cái quan điểm hoạt động marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay nó là như thế nào? Nếu mà được chia sẻ theo các chỗ tôi nắm được ấy, thì lẽ ra là phải có số liệu thống kê cụ thể. Nhưng mà tôi dám phát biểu bởi vì tôi được trải nghiệm với họ rất nhiều. Cho nên có mấy đặc điểm với doanh nghiệp FMI của Việt Nam ấy, thì có mấy đặc điểm thế này. Thứ nhất là họ chưa hình dung được, cái quan trọng nhất là nhận thức ấy. Họ chưa hình dung được vai trò đặc biệt của marketing. Ở trong marketing thì đặc điểm số 2, họ không thấy được rằng xu hướng hiện nay dựa vào nhân sự, dựa vào vốn, dựa vào vật tư xưa lắm rồi. Cho nên ngày nay là ngày của não, ngày nay là ngày biến tài sản vô hình thành tài sản hữu hình. Bản thân tôi làm rất là tốt. Tôi biến cái tài sản vô hình là thương hiệu của tôi thành những tờ giấy bạc xô xoài. Cho nên là cái vai trò của marketing nó đem lại sự trung thành, sự cạnh tranh và đặc biệt là doanh thu. Cho nên họ không ý thức được. Khi mà chưa ý thức được thì lập tức cái cánh tay họ không hành động. Cho nên ở trong cái giảm phí của các doanh nghiệp thì có những khoản giảm phải về không. Ví dụ như chỗ mô hình ngoài giám đốc chẳng hạn, gieo lên. Nhưng mà tuyệt đối không được giảm chi phí marketing. Có thể thay đổi kênh, thị trường mục tiêu, tập khách hàng. Chứ còn đẩy về không thì thua. Cho nên là ở đây tôi tiếc nhất là cái phần nhận thức về marketing, nhận thức về thương hiệu. Từ đó thì cái hành vi của họ là một số đơn vị thì nhận thức được nhưng lại không thấy hết. Cho nên có làm, nhưng làm thì về mặt kỹ năng, kỹ thuật là bị sai. Và những cái sai khủng khiếp nhất là thị trường mục tiêu không xác định được. Thứ hai là tập khách hàng trong sự nghiệp mục tiêu không có được. Cái thứ ba là không chọn được quả đấm thẻ. Thằng Michael Jackson quả đấm chạy, tức là tìm ra cái chủ chính của mình. Thì bản chất của hoạt động nó gồm có một là liên quan đến sản phẩm, một dãy thế này. Hai là doanh thu đi theo sản phẩm, là quả đấm thứ hai, và thứ ba là giá cả. Ba cái chùm đó nó ra khoảng gần 100 đầu vấn đề mà tôi có lợi thế. Cho nên tôi hay rất là đại ngôn ở trên diễn đàn này. Tôi chấp và tôi thách các giáo sư cạnh tranh với tôi nếu cùng ngày. Tôi dám chơi là bởi vì tôi hiểu rằng tôi có quả đấm trái, có tha hồ tập cũng không đâm được đâu. Cho nên hãy chọn cái mạnh của mình. Cho nên ai bảo tôi giỏi, tôi cực kỳ không thích. Vì bản chất tôi không giỏi. Nhưng ai bảo tôi dốt thì tôi cực kỳ khinh bỉ người đó. Vì tôi rất giỏi. Tôi giỏi vì tôi tìm được cái tôi giỏi. Cho nên là tôi mới tạo ra cái quả đấm đó. Đấy, thì cái chỗ SME của mình nó tiếc. Nó gồm hai phần, phần nhận thức và phần hành động. Thì một số anh thì bây giờ bắt đầu thấy không làm là chết, nhưng mà làm thì lúng túng. Một cái nhóm cuối cùng là ý thức được có làm nhưng nó lại bị giới hạn bởi nguồn lực gây thế. Cho nên ở đây nó cần có sự hỗ trợ của nhiều phía. Và đầu tiên là bắt đầu từ cấp chính phủ. Tôi nói ví dụ như là một anh nông dân mà đi bán cái gạo của mình làm sao bán. Cho nên lúc này là phải có sự xúc tiến thương mại, rồi quảng bá sản phẩm, kênh, giá, đội bán, rồi là toàn bộ truyền thông, triết lý bán, và cuối cùng là quả đấm cuối cùng là cái triết lý phải rất là tốt. Đằng này một mình anh nông dân là sao làm. Thành ra là tôi có bốn cái nhận xét đó. Thì tiếc ơi là tiếc. Cho nên có những sản phẩm của mình là thương hiệu thì các nước không cứu hết. Thế nên nông dân mình để thua. Còn thương hiệu của tôi là không ai có được bởi vì tôi lương tốt lắm. Đấy, vì tôi ý thức được. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Đức Thẩm Dương.
Trường Doanh Nhân PR.